Câu chuyện các cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương kéo dài, nhiều người phải đi bán rau, ship hàng để kiếm thêm thu nhập đã nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày vừa qua. Và đây cũng là trăn trở lãnh đạo đơn vị này giải bày với phóng viên trong cuộc trò chuyện với VTC1 vào chiều nay. Đồng thời thì ông cũng cho biết trước mắt đã có hướng giải quyết để người lao động nhận đủ lương của 2 tháng gần đây và cả khoản tiền thưởng Tết là 500.000 đồng trên một người và khoản tiền nợ còn lại cũng đang được rốt ráo giải quyết. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với khán giả của VTC. Thưa ông, xin ông có thể chia sẻ là ngày hôm qua mà chúng tôi cũng đã ghi nhận, tức là có rất nhiều những cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện thì đã xuống đường để phản đối cái việc mà họ đã bị nợ lương 8 tháng nay. Vậy thì xin ông có thể cho biết là trong những cái chỉ đạo gần đây nhất thì cái phương hướng mà chúng ta sẽ giải quyết cái vấn nợ lương này được thực hiện như thế nào ạ? Chúng tôi cũng đã có kế hoạch, sáng nay ban giám đốc cũng như đảng ủy cũng đã bàn sẽ trả lương trước mắt là tháng 12 và tháng 1. Và cũng như là cái Tết Nhâm Dần là cũng hưởng Tết như là của các cán bộ của học viện nói chung. Và đặc biệt là Công đoàn Y tế Việt Nam thì hỗ trợ theo tôi biết là 500.000 cho anh em ăn Tết và cộng với 2 triệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua có quỹ hỗ trợ. Thì tôi cũng hiện nay là công văn đã về đến Hà Nội rồi, về đến học viện rồi. Còn tuy nhiên chắc chắn là chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được, các đồng chí cán bộ ở đây sẽ nhận được trước Tết. Còn cái hướng của 6 tháng còn lại thưa ông? Vâng, 6 tháng còn lại thì nếu mà được cái gói 10 tỷ 2 thì chúng tôi cũng yên tâm để mà trả cho anh em. Chúng tôi sẽ đề nghị lên Bộ Y tế và phối hợp với Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ là trung tâm để hai bộ có cái công văn trực tiếp gửi lên các đồng chí tối cao để làm sao mà giúp cho bệnh viện Tuệ Tĩnh thứ nhất là ổn định về đời sống cho cán bộ nhân viên chức, và lương thì nợ thì phải trả rồi, nhưng nào phải có cái nguồn kinh phí. Hiện nay là chúng tôi cũng được cái thông tin mà thứ trưởng cũng đã gửi công văn sang Bộ Tài chính lần này lần thứ hai rồi, đề xuất là hỗ trợ bệnh viện Tuệ Tĩnh cái gói 10 tỷ 2. Thì chúng tôi cũng đang hy vọng đấy là cái nguồn mà có thể hỗ trợ bệnh viện Tuệ Tĩnh vượt qua cái khó khăn này. Tuy nhiên cái việc mà dừng tự chủ hoặc tạm dừng tự chủ đấy là cái cốt lõi để chúng tôi yên tâm công tác trong cái thời kỳ chống dịch này và dần dần khôi phục lại những cái truyền thống việc cổ truyền của bệnh viện Tuệ Tĩnh. Vậy xin ông có thể chia sẻ là vậy thì cái việc mà chúng ta thực hiện tự chủ tại bệnh viện Tuệ Tĩnh đã gây ra những khó khăn như thế nào? Chúng tôi rơi vào cái tình trạng tự chủ là rất khó khăn. Thế cái mong muốn khi ra đây thì cũng mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế được các bộ chức năng sau giúp đỡ cho bệnh viện Tuệ Tĩnh. Thứ nhất là trước mắt là dừng tự chủ. Mà nếu không dừng được tự chủ thì tạm dừng tự chủ. Khi có điều kiện thì chúng tôi lại tự chủ theo những cái chủ trương của cấp trên. Đấy, và tuy nhiên là tôi khi mới ra tôi nghĩ phải có 2 con đường. Về đối nội thì phải đảm bảo cái an ninh, đảm bảo cái sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng trong đơn vị. Phải có cái đấy thì đấy là nội lực. Còn đối ngoại là tăng cường với các đơn vị bạn, các ngành hữu quan và đặc biệt là thực hiện tốt cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Rồi củng cố lại cái đội ngũ cán bộ, củng cố lại các cái khoa phòng. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những thông tin ông đã chia sẻ. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp khoảng 40 cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam đã xuống đường cùng với băng rôn nhằm gây sức ép để bệnh viện trả khoản lương đã nợ suốt 8 tháng qua. Bên cạnh việc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình, họ vẫn đang từng ngày phải cắn gượng, tranh thủ với nhiều công việc làm thêm nhằm trang trải cuộc sống. Dù vậy, họ vẫn không bỏ nghề, bỏ viện mà mong muốn được trả đủ lương để tiếp tục được cống hiến gắn bó với bệnh viện mang tên Đại danh y Tuệ Tĩnh. Chế biến món nem để bán, tranh thủ buổi trưa đi giao hàng để kiếm thêm cả tiền vận chuyển. Đó là công việc mà chị Hồng đã phải làm thêm 8 tháng nay từ ngày bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương. 13 năm gắn bó với đơn vị, chưa bao giờ cuộc sống của chị lại bấp bênh và cơ cực như những ngày này. Và ngoài cái giờ làm việc ra thì tôi còn phải làm nhiều cái việc khác nữa. Như là bán hàng online này thì là cũng tranh thủ luôn là mình cũng vừa làm hàng, mình tự làm để mình bán. Mặc dù không có lương nhưng mà các đồng chí vẫn thực hiện nhiệm vụ
đúng, đầy đủ mà làm quá sức. Chúng tôi đây còn ngoài đi làm bình thường chúng tôi còn phải đi trực. 6 tháng nhận được 50% mức lương và 2 tháng nay chưa nhận được một đồng tiền nào. Đó là tình cảnh chung của 160 cán bộ công nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh, là một trong 40 người xuống đường để phản đối việc nợ lương. Mỗi tháng, chị Tuyết chỉ nhận được 2 triệu 7 và 2 tháng nay thì không nhận được đồng nào. Đơn cầu cứu có, họp hành có, nhưng tất cả đều không có hồi âm và chị cho biết sẽ tiếp tục xuống đường để đòi quyền lợi chính đáng của mình. Nếu mà như theo hợp đồng, nhưng mà như cái theo hợp đồng của chúng em thì bọn em đều được hưởng phúc lợi và lương đúng cái hợp đồng, bây giờ là khoảng 7 8 triệu 9 triệu một tháng gì đó. Nhưng mà mình bây giờ đang nhận được bao nhiêu ạ? Một nửa chưa ạ? Hai tháng nay là chả có đồng nào rồi. Tháng 12 và tháng 1 giờ tôi chưa nhận được đồng lương nào. Như vậy thì làm sao mà đảm bảo được cuộc sống của vợ chồng và hai đứa con của tôi? Tranh thủ xuống đường ngoài giờ làm việc, nhưng không có một ai bỏ vị trí chuyên môn của mình. Cũng giống như nhiều bệnh viện khác, trong đợt dịch vừa qua, cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa làm việc tại viện, vừa hỗ trợ vận chuyển vaccine, tiêm vaccine và lấy mẫu xét nghiệm. Có những ngày, công việc đến 18, 19 giờ, nhưng họ cũng không nhận được bất cứ một đồng trợ cấp nào. Do vậy, họ phải xoay sở nhiều nghề để kiếm sống. Tôi cảm thấy rằng là nó là một cái niềm đau xót. Đau xót vì là chúng tôi được học hành, được đào tạo và đáng lẽ chúng tôi sẽ có nhiều cái cơ hội để có thể là cống hiến cho người bệnh. Thì chúng tôi lại bị phân tâm bởi những cái miếng cơm manh áo hàng ngày. Và thay vì là toàn tâm, toàn lực để dồn lại cái sức chuyên môn dành cho bệnh nhân thì chúng tôi lại phải phân tán để có thể là bảo đảm được để đi kiếm thêm cái đồng thu nhập để bảo đảm thêm được cái miếng cơm cho con cái và cho chính bản thân chúng tôi. Khó khăn từ Bệnh viện Tuệ Tĩnh nảy sinh từ khi đơn vị này thực hiện việc tự chủ vào tháng 6 năm 2019. Theo thông tin từ bệnh viện, quỹ lương mỗi tháng chi trả cho cán bộ công nhân viên tại đây khoảng 13 tỷ đồng. Thưa quý vị, tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là tại những vùng khó khăn trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin, thì nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại các địa phương đã bắt đầu phát huy được hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, là một trong những địa bàn khó khăn nhất của địa phương này về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nếu như trước đây, bệnh nhân viêm tụy cấp này buộc phải chuyển lên tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương để điều trị vì tuyến huyện không có đủ khả năng, thì nay bà đã được điều trị ổn định ngay tại Trung tâm Y tế huyện và không phải chuyển tuyến. Thậm chí nhiều ca bệnh khó hơn cũng đã được cứu chữa thành công ngay tại đây. Chỉ tính riêng trong năm 2021, đã có 6 bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống. Thì với cái viêm tụy cấp là một những cái nhóm bệnh cấp cứu hàng đầu ở nội khoa rồi. Trước thì chúng tôi đội ngũ cán bộ y tế nó cũng chưa đáp ứng đầy đủ về cái kỹ năng và kinh nghiệm cấp cứu cũng như là các cái phương tiện. Thứ nhất là về một số cái mặt xét nghiệm, đơn vị cũng đã trang bị được những cái xét nghiệm cơ bản để đảm bảo cho cái chẩn đoán. Vấn đề thứ hai về cái công tác điều trị và cấp cứu thì như các chị thấy bệnh nhân đã được đặt cái đường cái tê mạch trung tâm để đáp ứng cái lượng dịch truyền và cũng như theo dõi các cái chỉ số. Đấy thì mấy năm về trước thì những trường hợp này thường là người phải chuyển lên trên hết. Kể từ ngày Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại, bệnh nhân này đã rất yên tâm khi điều trị căn bệnh thần kinh và viêm gan của mình ngay tại đây mà không phải đi lên bệnh viện tỉnh. Theo ông, điều này sẽ thuận lợi rất nhiều cho những người bệnh nghèo. Trước là bảo đi bệnh viện thì không có tiền thì là chịu rồi. Nhưng mà bây giờ sang đến nơi nó gần hơn mà nó tiện, nó tiết kiệm được bao nhiêu là thứ cho những gia đình không có điều kiện. Trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn tiếp nhận khoảng 300 đến 350 lượt khám chữa bệnh với 98% bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Để thu hút bệnh nhân, trong những năm trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Nhờ đó, nhiều ca bệnh khó trước đây không thể điều trị, thì nay đã được xử lý can thiệp kịp thời, cứu sống nhiều ca bệnh nặng, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trong cái bối cảnh dịch bệnh rất là phức tạp, người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng rất là ngại khi phải di chuyển lên tuyến trên, thì chúng tôi đã áp dụng tối đa vấn đề là hội chẩn liên tuyến, đặc biệt là với tuyến tỉnh và tuyến trung ương.
áp dụng kỹ thuật chuyên sâu và mời chuyên gia của tuyến tỉnh và tuyến trung ương về thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu tại trung tâm. Ví dụ như là những cái phẫu thuật chuyên sâu như của tuyến giáp này, của hệ tiết niệu như là tán sỏi trực qua da, tán sỏi ngược dòng, tán sỏi bằng ống mềm, và đã thực hiện cái kỹ thuật này thành kỹ thuật thường quy tại trung tâm. Việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực của y tế tuyến huyện đã góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, từ đó giảm áp lực cho các bệnh viện trung ương và giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhân nặng.